Dạ mùng 2 chiếc chào ông, xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, đây là một cái góc thanh lý hàng đây cả nhà. Hôm nay em xả sạch vàng luôn nha. Thì số lượng nó cũng ít thôi chứ không có nhiều, tầm khoảng vài chục cây thôi cả nhà. Thì cái loại này là cái loại giả Thủ Đức liền cốt, 3 mùa rưỡi rồi ha. Nói chung cây cành cốt thì nó ok lắm, nhưng mà còn số lượng ít cho nên là em muốn xả hàng cho hết nha cả nhà. Đây cái cây cái cốt nó liền như thế này nè. Nó nụ thì quá trời luôn, nụ rất là nhiều luôn ha. Đó, cây như thế này 101 một cây thôi cả nhà. Em xả mạnh luôn ha. Thường thường cái loại này là khoảng 107-108 á. Hôm nay em bán 101 luôn cho nó hết hàng luôn, tại vì em nhập hàng mới về ha. Nó cái cốt nè, cả nhà nhìn cái cốt nè. Đó, đây. Đó, cả nhà nhìn nè. Cây nó rất là đẹp nha. Cây nó rất là đẹp, cốt nó là mập nè. Nó chiều cao cây thì tán tròn do luôn ha. Đây cả nhà nhìn nè. Đó. Ai gom hết số lượng luôn đi cả nhà. 10 cây em tặng một luôn, gom hết thì em tặng thoải mái luôn nè. Đó đây ha, cây nè. Củ cốt nè, liền cốt 100%. Cái tán như thế này nha. Loại này nụ chơi Tết ok luôn á cả nhà. Đó, đây, số lượng thì còn cũng khoảng vài chục à. Ai nhanh tay hốt đi cả nhà. Đó, đây, để nè. Để nôm ha, đủ kiểu ha, nốt nụ nè, cành nhánh nè. Giá có 101 cây thôi cả nhà. Trời ơi, thanh lý mạnh luôn nha. Thanh lý mạnh luôn. Giá chỉ có 101 một cây thôi. Đây, nè cả nhà, để nôm nè, liền cốt 100%, cành cốt nè. Giá như vậy mà có 101 thì quá rẻ rồi cả nhà. Coi cái cốt nó mập nè. Trời ơi, coi này cả nhà nhìn nè ha. Giá có 101 cây luôn nha. Quá trời rẻ rồi ha. Thanh lý mạnh luôn cả nhà. Nếu mà ai thích thì xin hãy alo em nha. Ngồi cây em tặng một luôn cả nhà. Ngồi cây em tặng cho chúng ta một cây luôn ha. Đó, đây, số lượng thì vài chục cây thôi nha. Em sẽ vinh lên cho cả nhà mình cùng xem đây. Đó, đây, cái tán nè. Đó, trời ơi, cây trà bá luôn ha. Gần 3 mùa rưỡi rồi, giá chỉ có 101 thôi cả nhà. Ai thích loại này thì xin hãy alo em nha. Đây, lá rễ nè, rễ xử lý đủ kiểu ha. Cây tán như thế này đây, giá có 101 thôi. Rồi, thanh lý mạnh nha. Giả Thủ Đức loại này 3 mùa rưỡi nha cả nhà. 3 mùa rưỡi. Thì cái hoa của nó là như thế này đây. Rồi, nó rụng tiêu rồi. Đó, cái này nở hổm gài nó rụng rồi cả nhà. Đây, cây nó như thế này nè. Trời ơi, coi nè, có mấy cái cốt mặt trà bá luôn ha. Em cũng vẫn bán giá 101 luôn. Đó cả nhà ha. Đó, giá 101 luôn nha. 101 để chúng ta lấy 5 cây bao ship và 10 cây em sẽ tặng một nha. Nếu ai thích thì hốt hết luôn cả nhà. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.